Rồi chào anh em nha, thì em đang sửa soạn đồ đang đi săn cá lóc Bạc Liêu nha mọi người. Thì trên đường về Bạc Liêu đó, kiếm cái bãi nào đẹp đẹp thì em ghé em đến em sẽ quay phim cho mọi người coi nha. Bây giờ thì chuẩn bị đồ 3 giờ sáng em sẽ lên đường di chuyển về Bạc Liêu nha mọi người. Rồi giờ này cũng tầm 3-4 giờ sáng nha mọi người. Giờ em đang đứng ở trên quốc lộ của Tiền Giang. Bây giờ em sẽ di chuyển đi và em sẽ đợi trời sáng em sẽ câu cho mọi người xem nha. Rồi giờ em sẽ di chuyển đi nha mọi người. Thì hiện tại mình đang ở có mặt tại Hậu Giang nha mọi người. Đó, mình đang ở dòng xây Hậu Giang. Lúc nãy mình đi thì ngang đoạn Cần Thơ thì nó mưa thì mình chạy về Hậu Giang luôn. Giờ mình sẽ nghỉ ngơi ở đây chút xíu rồi mình sẽ chạy xuống tí nữa mình sẽ ra Cần, mình sẽ đánh cho anh em xem nha. Cái đuối quá anh em ơi. Khá bự. Đẹp gì mà chưa táp coi uống gì đường đây táp không. Lên hàng anh em ơi, lên hàng nha một em anh em, lên hàng khó đã anh em ơi, lên hàng. Đây để mình để đây chút có người dân nào mà đi ngang á thì mình cho người ta nha anh em, mình không có lấy đâu. Đó, để chút coi có ai không rồi mình cái là mình cho. Rồi chào anh em nha, hiện tại thì em đang ở Bạc Liêu nha mọi người. Đó, trời thì mưa hồi lúc mà em về tới Bạc Liêu tới giờ mà về xong nó mưa mấy chặng mà giờ này nó còn đang thui nữa nha. Đó, tranh thủ nó tạnh mưa thì em xách cần đi lua cá lóc ở Bạc Liêu cho anh em xem nha. Đó, tiếp tục là combo cũ thôi anh em ơi. Anh em dòm phải nè. Đó, cái đường ở chỗ này là người ta đang làm cao tốc nha anh em. Đó, cao tốc mình đã cuốc lên, người ta chuẩn bị đổ đá lên, người ta làm cao tốc. Thì giờ em sẽ di chuyển xích lên kia, em lội qua bên đó, chứ đây sâu quá em lội không được. Em lội xích lên đó có bãi nào đánh không, rồi em sẽ quay cho mọi người xem nha. Trời sảy luôn em ơi, cá ăn mà sảy, mới tháp đây. Trời sảy thôi anh em ơi. Lo đủ má trời ơi. Cục trai
đủ má táp phát đóng luôn á, má nhảy lồn chứ. Nếu đổ ngâm được đâu ngâm má tức. Trời ơi, thích cái mình á. Ơn hàng anh em ơi. Cá lũ nghe anh em. Nó mập chưa nè. Ôi, anh em dùng lũ nè. Cá lũ nghe anh em. Quá im.